cách xử lý gì thì có trả giá bằng 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 hàng hóa, có khi là chúng người ấy. Thì những cái chúng ta phải giải quyết vấn đề đấy. Đây chúng ta xem họ một chúng ta phải như thế này. Nhưng mà vấn đề là có biết nó nằm ở đấy để mà làm hay không, vấn đề là như thế. Nếu như anh mà nói phải bắt là người khác được anh, nhưng anh này biết nghề thì anh thì giống chẳng hạn thì chịu đúng không? Còn nó có đạt hay không cái vấn đề là của người khác đấy, nhưng
khi chúng ta đã vận hành thì quá trình vận hành ai là người ảnh hưởng trực tiếp? Người vận hành thiệt thòi thuộc về ai? Thiệt thòi là thuộc về người vận hành. Thuộc về người vận hành thì cho nên là nó đến xin đã bao giờ chúng ta loại bỏ hay chưa? Chúng ta có cách nào để mà xác định rằng xích này không thể dùng được nữa? Ngoài ra các anh này chỉ có kiểm tra theo cảm quan, giác quan, nhìn đúng không, quan sát đúng không, nhưng ở đây có rất nhiều phương pháp, có rất nhiều cách để loại bỏ. Thứ nhất mỏi. Ví dụ cái xích chúng ta mua ban đầu là đường kính là 1 cm, thì nếu như mòn quá 5% theo đường kính quá 5% thì chúng ta phải loại bỏ ngay. Mòn quá 5% thì đã bao giờ chúng ta cầm cái kìm kìm chân cọc của chúng ta thử đo chưa? Đúng rồi, anh nói câu đấy là đúng đấy. Đa số người ở đây thì đa số chuyện đó là gì đúng không, chúng ta vẫn nghĩ như chưa biết chất thì thôi không dùng, chưa chắc là không dùng ra công trình một khi méo đứt đã đi ra cái đấy là tạm trọng cho phép là đúng. Nhưng các anh bảo thôi cái loại này bây giờ thôi chuyển sang dùng cái loại hai tạng bốn tạng đúng không, và không cho nhiều hơn nữa. Nhưng tại sao chúng ta lại khẳng định được rằng có thể dùng được hai tạng bốn tạng? Muốn dùng chúng ta hạ tạm trọng, chúng ta nhưng theo khuyến cáo và theo quy chuẩn ấy, thì cứ mòn trên 5% là chúng ta đã mòn. Thứ hai, xích và mắt nối này giãn dài, chúng ta đo giãn dài từ 10 đến 30 mắt xích. Cái này tôi sẽ gửi tài liệu mềm cho anh và giao lộ cho anh lương để chúng với anh, thế là có hết. Đấy, chúng ta lấy từ 20 đến 30 mắt xích, chúng ta thử tải và độ giãn dài so với ban đầu, so với lúc mua là lên đến 30%, trên 30% của chúng ta. Nhưng mà người vận hành của chúng ta ra công trường thì chúng ta có biết cái này không? Có biết cái này không? Bây giờ là mình biết rồi. Vâng, như thế là hơn giờ đúng không? Thế là hơn rồi. Như này thì tôi đi chung kỳ kiểm định chắc chắn là các anh kiểm định chết cái rồi. Bây giờ chúng ta là có cái để chúng ta kiểm soát. Mắt xích cuối cùng biến dạng xoắn bọc uốn. Cái mắt xích cuối cùng là mắt xích nằm ở đâu? Chốt treo tải. Cái này biến dạng này xoắn treo nhiều chiều nào đấy cứ có biến dạng là chúng ta phải loại bỏ. Nhưng cái mắt này có phải dễ kiểm tra? Và nó lại còn nằm ở sâu bên trong. Cái này chúng ta phát hiện khi nào? Đấy là vào chu kỳ bảo dưỡng. Chu kỳ bảo dưỡng thì chúng ta phải kiểm tra. Nếu như có vết cắt, vết khía, vết nứt ở đây chúng ta loại bỏ ngay đối với cái mắt cuối. Chúng ta. Nếu như cứ loại bỏ như này thì tính ra pha lăng của chúng ta, những pha lăng này cũng rồi bỏ nhiều phết nhỉ? Bỏ nhiều không quá là đúng không? Nhưng mà chúng ta vẫn cứ dùng bình thường đúng không em? Đấy. Và cái đấy là điều kiện khắc phục tại công trường của chúng ta để việc của chúng ta ứng dụng, kể cả không khó chúng ta vẫn làm được không ạ? Ứng dụng cao xin vào mặt đối này, xoắn này. Nếu như chúng ta lấy cái sợi dây xích lên nhé, chúng ta để treo lên chiều dài 4 mét như cái bánh pháo ngày xưa. Như thế, từ điểm đầu đến điểm cuối mà nó xoắn, nó vênh nhau được không? Có nghĩa là xích đấy là bị phát xoắn rồi, bỏ đỗ rồi. Thì đấy cũng là một trong những trường hợp chúng ta bỏ. Nghe cái này là các anh có thử được không? Cái này thì được, thì tốt, thì được. Bây giờ mới biết hoặc là biết rồi nhưng chưa thử bao giờ. Bây giờ và
phần về cáp hiện nay ấy, thì trên ba lan có rất nhiều cách phát cáp khác nhau tùy theo nhà sản xuất, tùy theo tải trọng, tùy theo sợi cáp họ dùng, tùy theo thiết kế để họ có lựa chọn sợi cáp là bao nhiêu. Số lượng ba lan số lượng quy động càng tăng thì tải trọng vào sợi cáp càng nhỏ. Ví dụ phát cáp như thế này thì mỗi sợi cáp là chịu 1/2 tải trọng, đúng không? Nếu như xác định là tầm thì chỉ chịu 1/2 tải trọng. Nhưng nếu đi lên 1/4 như thế này thì chỉ bởi Gracias.